Chiến đấu với căn bệnh ung thư vú trong suốt hơn 11 năm qua, chị Vũ Thị Kim Oanh là một trong những thành viên tích cực của mạng lưới câu lạc bộ Những Người Phụ Nữ Kiên Cường. Đã từng bị liệt và tưởng chừng không qua khỏi được do căn bệnh quái ác, nhưng chị Oanh bây giờ đã có thể đi lại và trở lại sinh hoạt bình thường nhờ vào việc tuân thủ phác đồ điều trị của bệnh viện cũng như sự động viên về mặt tinh thần. Khi mà tôi bị thì tôi rất hoang mang. Vì ngoài sự động viên của chồng con, gia đình và các bác sĩ thì bấu víu nhất với tôi là mạng lưới câu lạc bộ Phụ Nữ Kiên Cường. Tất cả những người đồng bệnh gọi điện, hỏi thăm, nhắn tin, nói chung là đều chia sẻ với tôi. Mạng lưới câu lạc bộ Người Phụ Nữ Kiên Cường là mái nhà chung của hơn 1.500 thành viên, gồm những người mắc phải hoặc đã vượt qua được căn bệnh ung thư vú. Tại đây họ tổ chức các buổi sinh hoạt với sự tham dự của các bác sĩ để chia sẻ những thông tin giúp đỡ và động viên nhau. Khoa 9 năm phát triển thì hiện giờ là chúng tôi có khoảng 1.500 thành viên trên cả nước và chúng tôi đã phát triển được 26 câu lạc bộ ở 26 tỉnh thành. Cái mục đích chính là kết nối và đồng bệnh với nhau để các chị em cùng dìu dắt với nhau trong suốt chặng đường chữa bệnh và những cuộc sống lâu dài sau khi đã điều trị bệnh ổn định. Bằng nghị lực và sự động viên của cộng đồng, những người phụ nữ kiên cường ấy đã và đang dũng cảm vượt qua bệnh tật, hướng về ngày mai tươi sáng.